Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt Intel Lazy trên hệ điều hành Windows 10. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn download về. Thì các bạn sẽ có cái từ khóa này Intel Lazy Idea Download và các bạn vô cái trang này của nó để mà các bạn download về và cài đặt. Các bạn sẽ đi vô cái trang này và các bạn download về và cài đặt. Thì ở đây thì nó có hai cái phiên bản là Ultimate và Community. Thì cái phiên bản Community này thì nó miễn phí hoàn toàn, còn cái này thì nó chỉ cho các bạn là xài phí một thời gian nào đó thôi. Và cái phiên bản này là phiên bản trả phí, thì các bạn nên download cái phiên bản này về và cài đặt. Chúng ta sẽ xài cái phiên bản này. Tôi thì đã download về tại máy tính của tôi như vậy, và tôi sẽ đi click vô và cài đặt nó. Tôi sẽ chọn nó và tôi click vô Open. Rồi tôi đi cho Z. Rồi tôi đi cho Net. Rồi tôi để cho cái folder cài đặt là mặc định luôn, tôi đi cho Net. Rồi tôi đi cho Net. Chỗ này tôi sẽ chọn chỗ này tạo ra cái support. Chỗ này tôi chọn là Java. Rồi tôi cho Net. Rồi tôi sẽ cho Python. Như vậy là quá trình cài đặt đã xong. Tôi cho finish. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt cái SDK để mà chúng thì tôi sẽ click vào cái biểu tượng và tôi click vào open. Tôi chọn là doing for setting, click vào OK. Rồi click vào OK. Rồi tôi cho continue. Rồi chỗ này tôi chọn công xe đi. Rồi tôi chọn cái này. Rồi tôi cho net. Chỗ này tôi đi xì bỏ cái Android này đi. Rồi cái Sazer Wing này tôi cũng bỏ đi. Rồi tôi cho Net. Rồi tôi cho Start Using PDA. Rồi
tiếp theo thì tôi muốn config cái SDK, thì tôi sẽ làm sau, tôi sẽ chọn config. Và tôi chọn chúc chờ for new z. Thì ở chỗ này thì nó có một cái SDK, tôi sẽ chọn là chẳng hạn như Java 1.8 chẳng hạn đó. Đó. Rồi cái chỗ này SDK thì nó đã tự động thêm cho tôi cái SDK 1.87 chẳng hạn đó. Đó, như vậy là tôi như vậy thì các bạn đã có thể là chọn được tạo ra một cái đồ z mới bằng IntelliJ ở đây đó. Tôi chọn cho OK.